Xin chào các em, cô sẽ đi hướng dẫn các em giải bài tập số 28 sách giáo khoa trang 22. Đề bài yêu cầu như sau: tìm hai số tự nhiên, biết rằng tổng của chúng bằng 1006 và nếu lấy số lớn chia cho số nhỏ thì được thương là 2 và số dư là 124. Thế thì các bạn lại nghĩ đến đó là chúng ta có thể ở đây là tìm số lớn và số nhỏ, tức là có hai số. Vậy chúng ta sẽ đi giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình. Vậy giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình thì bước 1 bao giờ cũng là chọn ẩn, đặt điều kiện cho ẩn để chúng ta lập được phương trình. Thì chúng ta sẽ biểu diễn các đại lượng chưa biết theo ẩn và các đại lượng đã biết, sau đó lập được cái hệ phương trình biểu thị sự tương quan giữa các đại lượng, đúng không ạ? Đến bước 2, đó là giải cái hệ phương trình đã lập được ở bước 1. Và bước 3 của chúng ta đó là kiểm tra các nghiệm trong cái hệ chúng ta vừa giải ạ, thì nó có thỏa mãn điều kiện hay không. Nếu thỏa mãn rồi chúng ta trả lời. Vậy thì ở đây các bạn lưu ý cho cô là gì? Nếu lấy số lớn chia cho số nhỏ thì được thương là 2 và có số dư là 124. Thì chúng ta nhớ đến bài toán đó là nếu lấy A mà chia cho B được thương là Q và số dư là R. Thì ta có biểu diễn là gì ạ? A bằng B nhân Q cộng với R. Vậy lời giải chi tiết của bài tập số 28 thì sẽ là như sau ạ. Cô sẽ gọi số lớn là, gọi số lớn là x, đúng không ạ? Số bé là y. Thì điều kiện của chúng ta là gì ạ? Số lớn sẽ phải lớn hơn số bé, tức là x phải lớn hơn y. Và y là có thực hiện phép chia, với y là số chia, vậy y phải khác khác không, đúng không các bạn? Và x, y của chúng ta là thuộc vào n, n sao? Bởi vì sao? Đây là hai số tự nhiên. X lớn hơn y mà y đã khác không rồi thì hiển nhiên là x, y đều phải thuộc n sao rồi, đúng không các bạn? Vậy bây giờ ta có là gì ạ? Tổng của hai số bằng 1006 nên x cộng y sẽ bằng 1006, đúng không ạ? Vì số lớn chia số bé, vì số lớn chia số bé được thương là 2 và số dư là 124, đúng không ạ? Nên ta có là gì ạ? X sẽ bằng thương nhân với số chia cộng với số dư, đúng không ạ? Vậy hiển nhiên là các bạn thấy là vì số dư nó là 124 rồi nên y của chúng ta ở đây phải là lớn hơn 124, đúng không các bạn? Vậy ta có hệ phương trình. Ta có hệ phương trình. Đó là gì ạ? X cộng y bằng 1006 và x bằng 2 nhân y cộng 124, đúng không các bạn nhỉ? Vậy lúc này ta sẽ có thay x bằng 2y cộng 124 vào đây, ta được có 2y cộng 124 cộng với y bằng 1006 và x thì bằng 2y cộng 124. Vậy các bạn sẽ có ở đây là gì ạ? 3y, đúng không ạ? 3y thì bằng 1006 trừ đi 124 và x thì vẫn là bằng 2y cộng 124. Vậy tương đương với 3y bằng 1006 mà trừ đi 124. Hoàn toàn dễ dàng ấn máy tính các bạn ra được kết quả là 882. Đúng không ạ? Ở đây là x bằng 2y cộng 124. Vậy thực hiện chia cả hai vế cho 3, ta được y bằng bao nhiêu các bạn nhỉ? 294. Và x của chúng ta bằng 2 nhân 294 cộng 124. Vậy tương đương với y bằng 294. Còn x của chúng ta sẽ bằng 294 nhân 2 cộng với 124. Vậy kết quả thu được là 712. Thỏa mãn, đúng không ạ?
thỏa mãn đúng không ạ? Vậy chúng ta kết luận là gì ạ? Vậy hệ phương trình có nghiệm duy nhất là, vậy hệ phương trình có nghiệm duy nhất là 712 và 294, hay chúng ta cần kết luận ở đây là gì ạ? Số lớn là 712, số bé sẽ là 294, đúng không các bạn? Vậy là chúng ta đã giải xong bài tập số 28 sách giáo khoa trang 22.